Các bạn ơi, hôm nay chúng ta giảm béo bằng chuối xanh luộc nước dừa tươi nha các bạn. Rất là thơm ngon đây. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta ăn chuối nấu nha các bạn. Chuối nấu dẻo. Đó. Mình mới mua một nải chuối là 27.000. Ở chỗ mình thì nó không có rẻ lắm đâu nha các bạn. Mình không phải là miền Tây lắm. Mình ở cận Sài Gòn. À, và một trái dừa xiêm 10.000. Hôm nay mình thèm ăn chuối nấu, bởi vì chuối nấu có rất là lợi ích cho sức khỏe. À, cải thiện tim mạch, cải thiện huyết áp, đường huyết nè. À, giảm cân, giảm cholesterol đó các bạn. Rồi nó cải thiện tiêu hóa nữa. Kali, canxi. Cải thiện đường huyết. Mình nấu chín quá thì mình ăn nó ngọt, nó không có ngon nha các bạn, nó không có dẻo. Thì hôm nay mình mua cái nải chuối này nó chín 50% à. Giờ mình cắt ra rồi mình lột, ăn rất tốt cho sức khỏe nè. Mình nấu kiểu này rồi mình vô hộp mình để dành mình ăn từ từ nha các bạn. Đó. Hôm nay là không nấu nguyên trái, mà mình thấy các bạn ở trên mạng mình nấu như trần như vậy là rất là ngon luôn. Chuối này là vừa xào đó các bạn, tại vì nó xanh là nấu lên nó dẻo mà nó không ngọt. Mình thì không thích ăn ngọt lắm, nó không dẻo là nó không ngon. Mình còn quên nói các bạn, nó là chống ung thư ruột kết nữa nha. Nó rất nhiều tinh bột, chuối rất nhiều, mình mới đọc báo sức khỏe đó. Chuối thì rất là nhiều tinh bột, nhưng mà tinh bột này nó không có thu liễm nhiều. Qua ruột non nó không có thu liễm nhiều. Vô có nghĩa là nó không hấp thu tinh bột nhiều đó các bạn. Nó có chất chát. Cái nước này mình có muối nha, rửa nước muối. Cỡ này là mình thấy vừa nấu nhất nè. Đó, nó xanh cỡ này nè. Bây giờ người ta biết ăn chuối, người ta ít ăn chín nha các bạn. Người ta ăn chuối xanh hoặc là chuối vừa chín tới như thế này nè, tạch né đường đó các bạn. Chuối thì ăn trị tiểu đường, mà chuối xanh nó thì mới ăn trị tiểu đường nha, nó hạ đường huyết đó. Nhưng mà chuối chín thì mình ăn nhiều quá đường nó cũng vẫn cao như thường nha các bạn, nó chín nó tạo đường dữ đó. Bây giờ chúng ta rửa nó trong nước muối rồi nè các bạn, chúng ta bỏ đôi nha, đang lát mình luộc nó thấm. Nó thấm đường với thấm muối các bạn. Luộc kiểu này thì ăn ngon hơn luộc trái. Thôi ra rồi, mình lấy chanh mình nặn vô nha các bạn. Nặn vô cho nó trắng bớt, bớt cái mủ nó đi. Mình mua cái nải chuối này nó cũng không đều, chín không đều. Có mấy trái xanh mình làm luôn hết. Tại vì mình thích ăn chuối xanh mà. Chuối xanh là mấy người tiểu đường á các bạn. Tiểu đường nha, giảm béo nha, là nên ăn chuối xanh. Giảm cân nè, giảm cholesterol nè. Ung thư ruột. À, tăng cường hệ miễn dịch. Rồi mình để về rồi mình rửa từng miếng mình cho qua cái nồi này nha. Rửa sạch từng miếng nha các bạn. Đó, mình nặn chanh vô là cái miếng chuối của mình nó trắng liền à. Nó không có bị mủ. Nào, các bạn thấy nó trắng không? Trắng liền á. Nhưng mình không rửa lại nha. Ăn luôn. Đây là nước muối với chanh đó các bạn. Rồi, các bạn ướp đường và muối vô nha. Đây là đường phèn nha các bạn. Ướp ít ít thôi, mình không thích ăn đường nhiều đâu.
Hồi nãy mình rửa nước muối mà mình không có rửa lại thì bây giờ mình cho một ít muối thôi nha, không có cho nhiều. Rồi mình xốc lên mình để đây chút xíu nữa nha các bạn, cho nó ngấm đường ngấm muối. Mình chẻ ra vậy một lát cái trái chuối nó ngấm ngon lắm. Sau cái được cái trái dừa này ra nha các bạn, cái trái dừa này nó ngọt lắm, dừa xiêm mà nó già như vậy mới ngọt nước nè. Bắt bếp lên ha, đổ nước dừa vô, ít nước quá mình thêm nước nha các bạn, dừa này nó ngọt nhưng mình ít nước quá, bây giờ phải thêm nước thôi, thêm nước cho nó sắp sắp, mình thêm nước vào cho nó sắp sắp như vậy là dừa rồi nha các bạn. Bạn để cho nó sôi, mình lấy đũa mình trở trở nó cho đường nó tan, mình làm đường phèn á, nặn vô chút xíu chanh là chuối nó trắng liền, nó sạch cái mũ các bạn, kìm cái mũ chuối. Rồi để cho nó sôi lên nha. Bây giờ chuối nó cũng đã ngả màu vàng rồi nha các bạn, mình cho nó sắc sắc nước, nước này là nước dừa nó bổ lắm luôn á, cho nó sắc sắc nước rồi. Rồi mình đem xuống nha, mình không có để nguyên trái mà mình sắc ra như thế này, bạn cho nó thấm muối thấm đường cho các bạn. Như vậy là mình làm nước cốt dừa là ăn được rồi đó, nhưng mà hôm nay mình ăn chuối luộc không, mình không ăn nước cốt dừa, mình giảm béo giảm đường. Nếu mà ăn giảm béo thì ăn kiểu này nó tốt hơn nha các bạn. Vàng nó trong miếng chuối là được rồi đó, mình chờ nó sắc nước lại. Chào các bạn ơi, hôm nay mình giảm béo bằng chuối xanh luộc nước dừa tươi nha các bạn, rất là thơm ngon đây. Đây là mè đen nè, mình kết hợp như vậy thì mình ăn nó vừa giảm béo nè, giảm đường, rồi chống ung thư ruột kết nè, tăng cường sức đề kháng, kali tim mạch nè. Nó là kali và canxi rất là nhiều, mà mình là người đau nhức thì thiếu xương đó các bạn, mình thiếu canxi thì mình nên ăn món này.